cách đây 10 năm thì Đức thi đấu cho đội Diên Thanh và ở quốc bảo tiền nhân Nhi Đồng quốc bảo Nghệ An. Vậy thì bạn có nhớ những kỷ niệm lúc đó như thế này? Thật sự lúc đấy cũng rất con nhỏ á, nhưng em cũng được đã nhiều ba cái giải đó thì giúp em được anh được lo đội tàu xuống hạng Nghệ An gọi vào và giải đó em cùng cầu thủ được cầu thủ bí như bạn nhất. Vâng, một lần nữa chúng ta lại chúc mừng Hằng nhé. Con chúc mày. Dạ thì hãy em và Đức đều cũng là được đội tuyển Việt Nam ở Yên Thanh chọn vào đội và được đi học cùng nhau, được chỉ huy nhau. Và